Anh với Sophie mình ăn đâu á? Big river, hả? Yeah, where the big boats come. And we're not far away, we're just té we're actually really close. We're catching fish. Vậy hả? Yeah. Có cá Sophie. Fishing right there. Yeah, Sophie. Còn nãy giờ có bắt lượng cá nào chưa? Henry. Con cá nào chưa? Wait in peace. Ê, nói nghe nè, Út đang mặn con gì vậy? Út nó mặn gì vậy? Fish. Mặn con gì kìa, con gì kìa? Fish. Con Út đang mặn kìa. Henry. Con Út đang mặn kìa, chứ không phải con cá mà con cá bắt con cá nhưng con Út đang mặn kìa là con gì kìa? Ở cái bụng con chuột kìa. A long snake. Cho thò thân nữa. Lát chiều nay mẹ dẫn con ra ngoài ruộng á, ra ngoài vườn của ngoại á, con câu cá nha. Đây là cái sông ở trước nhà bên nè. Đẹp không cả nhà? Miền Tây vậy đó. Mấy mẹ con đang ngồi ở trên gốc cây mà trên bờ cho nên nó có an toàn. Mình đang ngồi trên cây ha. Nó không có cá con Út lâu nãy giờ có dính con nào đâu. Cho nên con câu cũng đâu dính. Con hello cô chú đi. Hello cô chú. Em dính trên đây cỡ rồi. Gớt xong của tôi không ơi. Gớt cái tẩm dưới nước là xong luôn á, mất tiêu luôn á. Nào cắt cái chá. Naples. Vậy à, con có cái gì? Naples. Naples hả? Sơn móng tay. Té kìa, té kìa. Đó. Nó con cá kìa. Á, dính con cá kìa. Dính con cá kìa. Cá nhỏ. Cá nhỏ xíu. I want to catch him. He's so cute. Hả, con không thích bắt nó hả? Nó dễ thương quá hả? Yeah. Thả nó ra hả? Nó nhỏ xíu hả? Con muốn thả nó đi ha. Nó dễ... so no one catch him. Vậy hả? Nó dễ thương quá mà bắt nó hả? It's too cute. So cute hả? No one gì? I want to catch the big ones. Con không thích ăn con cá hả? Nó dễ thương quá không ăn đó hả? Bây giờ bắt nó bắt con cá bự là không thả ha, mà con cá nhỏ thả nó ha. Trời ơi. Thì té xuống sông quá à. Sông sông rồi. Thôi đi lên bờ đứng nè. Mẹ đâu hả? Chạy xe đạp hả? Ở dưới nhà cô Năm hả? Dạ. Con ngoại đi rồi, ngoại đếm dỗ rồi. Dừa này trái đảo hay không đi ha. Cho thử cái dừa này kìa. Đây, vô. Cả nhà ăn dừa nha. Henry Út làm gà nướng cho con kìa. Sophie ăn chuột hay Sophie ăn gà? Sophie ăn nào Sophie? Chuột cũng bỏ ruột hả? Bỏ ruột hết hả? Mà chuột cũng ra không có mỡ nhiều ha. Nó ướp gì? Ướp vào cái chai nướng mình thôi hả? Có thêm gì vô thêm không? Cho tới nước mắm. Rồi cái chai đồ nướng của mình có bỏ vô không? Chuột nướng. Chín quá rồi. Mẹ quay đi rồi kiếm bài sao? Ở này ngoại quay lên là mỗi lần ngoại mẹ quay đồ ăn là được lên
lên xu hướng của nhà, nhiều người coi của nhà. Gà chắc chưa chín nổi ha, gà còn kìa, cái đùi cái còn máu à, nó chưa chín nè, cắt mấy cái xác đi à, mấy cái xác cắt gà, rồi cắt gà bỏ vô dĩa. Hôm nay mình sang chuột nướng đặc sản đồng quê Long An, Long An Đồng Tháp. Đây mà ai mà ăn được chuột là nhìn thèm lắm. Thì mọi người ai ăn chuột được comment bên dưới nha. Mình gửi cho vài con chuột. Rồi rớt luôn con chuột rồi. Mà mình tóc dài rồi kìa. Tóc dài quá dài rồi. Ngon quá, thơm quá thơm luôn. Không có gì ngon bằng nướng nướng than hết trơn. Ủa mẹ, sắp anh hỏi ra đi mẹ. Henry, cái bạn đi ăn trưa sao con lấy con sạn đồ chơi với nó vậy? Vậy hả? Con ăn hả? Con dọn đồ ăn con ăn hả? Ai bây giờ là mình sẽ vô và chuẩn bị ăn thôi. Ăn chưa? Thử con chuột coi.
Đây, tại vì con nhỏ cho nên con ngồi đây cho nó bự lên. Thấy không? Thấy không? Còn bằng. Má chấm cái này đừng chấm cái nó tương, đừng chấm cái này cay lắm. Ông ta đúng là chị cũng thấy giống nhà ta, ông tưởng nó gạo nghiệp bên này đó. Gạo nghiệp bên này tưởng đâu là nó nhưng mà có màu. Đang ăn cơm. Ủa gạo nghiệp bên đây nó nuôi sao mà dùng dai dữ ta. Ai nữa? Trong hạt ớt này có hạt cho con. Thôi vậy. Nhớ một việc thôi. Chàng trong chàng đến chàng. Cái rửa mít chân Minh với chạy nhau với cái thuốc giảm không ai thấy đâu. À. Rửa mít á là ngay cửa em. Bay đưa như chạy nhau với thuốc giảm hay không đó, giảm không ai thấy đó. Bay đưa như đưa quý. Cái là green. Cái không. Cái không. Không mít tắt hả? Cái con đường của em. Nếu nó hỏi nó gớt tình mừng mà tưởng con sâu con chậu con chết. Được rồi, đúng không phải? Hỏi thứ hỏi. Hỏi đi má. Đánh đùi ra. Hay hay mà ăn không được lâu đâu. Con nội. Nè, cái này. Mềm. Cái này nó có cái gì cái luộng. Để đi. Ăn thật cái đường ra ăn cho mẹ được. Cái này. Ruột này có dòng thịt hồi đó con nhớ dưỡng hai á. Dưỡng hai ông nói ông muốn chuột đó mẹ. Ông giờ mới trong đi một bọc ruột đó. Mẹ không bao giờ rất ăn á. Mà thử không. Con cắm heo đi cho mẹ chút. Chị nhạc cho. Cô cầm ngay hết cho, nghe đọc chân hết trời. Trên nhà nội. Hôm nay nhá, có chuyện cái. Đâu có nhà nội hả? Đang liền vậy cả. À, bên kia cái á, có ai vậy con? Bà chín gì đâu á, chín nhiều cái gì? Chín nhiều mày? Bảy anh em. Mình nhà mấy con? Mình nhà. Mình nhà mới phải chè được nhau đó chắc là. Ngon quá. Nói gì? Có chuyện đồ quyền mấy mày. À, bệnh nhân mình á, có gì bị bệnh mà nha, tính tuổi bị chết đó. Dính thầm rồi mới chết. Dính thầm rồi. Mua nó cho anh như đó, nó phải ăn đồ không tiền. Cái đó là tự kiếm đỡ à? Thắm có người mỏng trong môi nhẫn. Quay! Thấy em như nó buồn buồn. Vậy bên đây. Ngồi mua hai đứa. Hai đứa thì mua đứa thì được. Mua cho Sophie xong á, Sophie vậy nó lên đó đó. Nó sang mùi lành đó. Nó còn hai dạ hả? Đi mộng xin kẹo cho ông hai. Có là không phải là chị đến hai á. Cái này là người chị đưa cái gì đó đi. Dạ, kìa. Cái này là Sophie đứng một lĩ liền thằng lĩ thôi nè. Nó đi mình cái dáng rồi cả. Nó mướt quà cái đèo, nó xỉu quà. Mướt quà cái đèo xỉu. Nó còn lấy số người ngoài ăn hồi cho mình cái mặt ngoan mà. Cái gà đâu ai chơi, chú nhà nướng con. Ấp thi đành nữa. Chắc nó thấm thuốc rồi. Nó phải cái ăn
muốn bỏ. Hai ăn cơm. Hai. 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 Ôi, bình hết rồi. Sao bình hết rồi, bình xin tạm biệt cái này nha. Ba mãi. Ba nói.